Bạn có thể liên lạc với hotline của First Data. Đầu tiên, chúng ta sẽ mở máy bằng password của admin và lướt sang trái cho đến trang cuối cùng. Các bạn có thể thấy số điện thoại của hãng ở phía trên 1888-263-1938 và ngay hàng bên dưới là số MID. Vì khi bạn gọi lên hãng để xin hỗ trợ, họ sẽ hỏi bạn số MID.